iPhone 5G. Apple đã tiếp cận các nhà cung ứng để điều chỉnh kế hoạch sản xuất iPhone 5G dự kiến ra mắt năm tới. Tờ Nikkei thông qua nguồn tin giấu tin cho biết, Apple đang huy động các nhà cung ứng để sản xuất ít nhất 3 mẫu iPhone 5G. Báo cáo cũng nhắc lại tin đồn trước đây rằng, iPhone 5G đầu tiên sẽ sử dụng chip của Qualcomm. Apple cũng có kế hoạch tự sản xuất chip 5G. Nếu có, chip 5G của nhà chồng được sẽ xuất hiện trên iPhone 2022. Nikkei cho rằng Apple có tham vọng lớn với iPhone 5G. Hãng dự tính sẽ bán được ít nhất 80 triệu máy vào năm 2020. iPhone 5G cũng sẽ giúp thúc đẩy công nghệ 5G tại nhiều quốc gia. Nếu thành công, sẽ có thêm nhiều nhà mạng triển khai công nghệ mạng di động thế hệ mới này. Apple có kế hoạch ra mắt ba mẫu iPhone mới vào mùa thu năm tới. Phiên bản rẻ hơn, iPhone SE 2 sẽ xuất hiện vào mùa xuân. iPhone thế hệ mới ra mắt tháng 9 năm tới sẽ gồm cả bản nâng cấp cho model phát hành năm nay. Tất cả đều sử dụng màn hình OLED và modem 5G do Qualcomm sản xuất. Sau thời gian dài tranh chấp pháp lý, Apple và Qualcomm đã dàn xếp với nhau, Apple sẽ sử dụng chip 5G của Qualcomm và loại bỏ Intel khỏi dây chuyền cung ứng.